Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Những thông tin đáng chú ý nhất của bản tin ngày hôm nay, thứ năm ngày 27 tháng 6 năm 2023 sẽ được điểm qua ngay sau đây. Nước đóng bình đang được các hộ gia đình và cơ quan sử dụng ngày một nhiều. Tuy nhiên, một kết quả kiểm tra mới đây cho thấy nhiều sản phẩm thậm chí chứa cả vi khuẩn gây tiêu chảy. Hoa hậu Nam Mekong Mỹ Xuân bị tuyên phạt 30 tháng tù giam sau phiên xét xử vụ án môi giới bán dâm với sự tham gia của nhiều diễn viên và người mẫu. Băn khoăn về nguồn gốc cũng như hiệu lực của các loại bảo hiểm xe máy giá rẻ đang được bày bán tràn lan trên thị trường như bán kết quả xổ số. Trong phần tin quốc tế, số phận Edward Snowden hoàn toàn phụ thuộc vào cách tiếp cận của Nga đối với vấn đề đầy nhạy cảm này, trong khi cựu nhân viên CIA vẫn đang mắc kẹt tại một sân bay ở Moscow. Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đang trong tình trạng rất nguy kịch và gia đình đã tính đến chuyện lo hậu sự cho ông. Mở đầu sẽ là thông tin về thời tiết. Ngày hôm nay, nắng nóng đã lan rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Bắc Bộ, gây cảm giác oi bức khó chịu cho người dân. Nguyên nhân là do vùng áp thấp nóng ở phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng dần sang phía Đông Nam. Do tác động ngày càng mạnh mẽ của hiệu ứng phơn, nên hôm nay nắng nóng đã trải dài khắp miền Trung với những cơn gió lào khô nóng và nền nhiệt độ dao động từ 34 đến 37 độ, có nơi 38 độ. Từ nay đến cuối tuần, nhiệt độ còn tiếp tục tăng thêm từ 1 đến 2 độ, đồng thời độ ẩm không khí trên khu vực giảm khá nhanh, xuống dưới 60%, có nơi xuống dưới 50%, tạo cảm giác khô nóng. Nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, cháy rừng trên khu vực cũng được đẩy lên mức cao, người dân cần đề phòng và hết sức cảnh giác. Còn tại miền Bắc, nền nhiệt độ đang có xu hướng tăng thêm khi nhiệt độ ở vùng núi khoảng 34 đến 35 độ, còn vùng đồng bằng, đặc biệt là các thành phố lớn, nhiệt độ còn lên trên 36 độ. Về đêm, cảm giác oi bức khó chịu cũng không chấm dứt. Dự báo, đợt nắng nóng này sẽ chỉ chấm dứt vào đầu tuần sau khi một khối khí mát tràn về, nhưng nền nhiệt cũng chỉ giảm bớt đôi chút. Vì vậy, người dân vẫn cần có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của mình trong thời tiết nóng nực như thế này, nhất là cho người già và trẻ nhỏ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tổ chức kiểm định chất lượng hai nhà tập thể đã xuống cấp hư hỏng hiện ở mức nguy hiểm, khả năng xảy ra sự cố sập đổ, đó là nhà C8 tập thể Giảng Võ và nhà E6 tập thể Thành Công tại địa phận quận trung tâm Ba Đình. Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội phải tổ chức kiểm định và kết luận về chất lượng hai công trình nói trên trước ngày 5 tháng 7, đồng thời bố trí quỹ nhà tái định cư hiện có để thực hiện việc di chuyển các hộ dân. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội được giao trách nhiệm chỉ đạo tháo dỡ công trình nguy hiểm, đảm bảo trật tự trị an. Nếu có mưa bão hoặc các hiện tượng bất thường khác có thể tác động gây nguy hiểm thì ưu tiên áp dụng ngay biện pháp di chuyển tạm các hộ dân đến nơi an toàn. Liên quan đến công tác nghiên cứu quy hoạch cải tạo xây dựng lại nhà tập thể Giảng Võ và Thành Công, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phải khẩn trương tổ chức lập quy hoạch chi tiết trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ngay trong tháng 7 tới. Nhà C8 tập thể Giảng Võ và nhà E6 tập thể Thành Công được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 70 của thế kỷ trước, trải qua hơn 40 năm, khu nhà hiện đang xuống cấp trầm trọng và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, đặc biệt là những lúc mưa bão. Đã có tới 4 vụ sạt lở đất xảy ra liên tiếp tại tỉnh Cà Mau chỉ trong một vài ngày gần đây, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân tại địa phương này. Sáng qua, đoạn đường chính của xã Hiệp Tùng đi trung tâm huyện Nam Căn bị sạt lở với chiều dài khoảng 45m, ăn sâu vào mặt đường 1,5m. Theo người dân, trước đó tại khu vực này không có dấu hiệu hay hiện tượng bị rạn nứt, nên khi sự việc xảy ra, mọi người đều bị bất ngờ. Sau sạt lở, chính quyền địa phương đã được cơ giới huy động lực lượng đối ứng đến hiện trường khắc phục hậu quả. Hiện nay trên tuyến lộ này, hiện tượng rạn nứt vẫn còn xảy ra khiến người dân bất an khi thủy triều lên xuống liên tục. Trước đó vào đêm ngày 24 và 25 tháng 6 tại các xã Hàng Vịnh, Tam Giang và Tam Giang Đông, huyện Nam Căn cũng đã xảy ra sạt lở, làm ảnh hưởng đến 4 căn nhà của người dân, ước tổng thiệt hại khoảng hơn 500 triệu đồng. Trong những năm gần đây, tình trạng phá rừng tại tỉnh Đắk Nông diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ngay cả những khu vực rừng đã được giao cụ thể cho các tổ chức cá nhân quản lý. Thực trạng này đang là một thách thức cho những nhà quản lý. Nhóm phóng viên kênh VTC14 đã đến Đắk Nông để tìm hiểu thực trạng này. Đây là những hình ảnh mới nhất do phóng viên VTC14 vừa ghi lại được tại khu vực rừng xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Hàng loạt cây rừng bị chặt hạ bừa bãi không thương tiếc.
trong đó có cả những cây thông gỗ lớn. Có nhát rồi. Dấu vết cho thấy chúng vừa bị cưa hạ. Người đàn ông này rất quen thuộc với những cánh rừng ở đây. Nhiều, cắt thì nhiều chứ. Cắt đây thì mảnh mồng. Nói chung là cứ cây to vậy là cắt hết. Cắt rừng to là đây hết. Chỗ nào cũng có hết đấy. Cây lớn thì bị cưa hạ lấy gỗ. Những cây bé hơn thì bị những kẻ phá rừng tìm nhiều cách đốn gốc hoặc lén lút cưa nửa thân như thế này để bức tử cây đến chết. Nếu mà cắt luôn ý, thì sợ là ngoài nó phát hiện ra nộ tải. Nó làm gãy rồi người ta phải cắt 50-50 thôi chứ làm gì nó cắt hết được. Còn cây to là cắt hẳn luôn như vậy này, nó trực tiếp luôn vậy luôn cho mình. Cũng theo người dân địa phương, nếu rừng tự nhiên chết, đương nhiên sẽ có dự án trồng rừng mới. Ai là người kiếm lợi từ dự án trồng rừng mới sẽ là người mong rừng tự nhiên chết nhanh nhất. Rừng Tây Nguyên thì rất rộng lớn và còn rất nhiều cây gỗ quý, gỗ lớn. Tuy nhiên với những cây gỗ lớn thì lâm tặc xẻ ra như thế này. Còn với những cây gỗ nhỏ thì dùng rất nhiều biện pháp để bức tử cây khiến cho cây chết. Đây chính là điều khiến cho rừng Tây Nguyên ngày càng suy kiệt và những mảnh rừng rộng lớn trở thành những nương rẫy, trở thành để phục vụ cho những cái mục đích kiếm tiền khác. Rừng này do công ty lâm nghiệp Thuận Tân quản lý, nghĩa là nơi rừng thường xuyên có người của công ty bảo vệ. Ngay trong rừng, những chiếc lán được dựng tạm như lán bảo vệ. Nhưng theo người dân địa phương, đây chính là nơi tạm trú của những người đi cưa cắt cây rừng trái phép. Và hàng loạt cây rừng đã bị cắt ngay bên cạnh chiếc lán này. Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Thuận Tân tỏ ra bất ngờ trước thông tin rừng trong khu vực mình quản lý bị cưa phá và hứa sẽ kiểm tra, nhưng từ chối trả lời phỏng vấn về chức năng, nhiệm vụ bảo vệ rừng của mình. Việc phá rừng tại Đắk Nông đã diễn ra nhiều năm nay. Tuy nhiên, tỉnh này vẫn chưa có những biện pháp hữu hiệu. Thậm chí nhiều cán bộ quản lý rừng lại tiếp tay cho những kẻ phá rừng. Rừng phá đến đâu, tan hoang tới đó. Không còn cây thân gỗ nào sống sót. Đó cũng là một phần lời giải thích tại sao Đắk Nông đang là một trong những tỉnh có diện tích rừng tự nhiên suy giảm lớn nhất trong cả nước. Đã có nhiều giải pháp đưa ra để ngăn chặn nạn phá rừng ở Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Tuy nhiên, các biện pháp đó dường như vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục đề cập tới vấn đề này trong chương trình sau để làm rõ hơn về thực trạng cũng như nguyên nhân của nạn phá rừng ở đây. Ngành y tế đang đặt mục tiêu thực hiện 3/4 số ca khám chữa bệnh cho người dân tại tuyến y tế cơ sở. Đây là thông tin được Viện Chiến lược và Chính sách Y tế và Bộ Y tế đưa ra trong hội thảo Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và củng cố mạng lưới y tế cơ sở được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Hiện mạng lưới y tế cơ sở ở nước ta có tới hơn 500 bệnh viện huyện, hơn 11.000 trạm y tế xã và hàng chục nghìn nhân viên y tế thôn bản. Ngành y tế phấn đấu hơn 70% tổng số lượt khám chữa bệnh cho người dân sẽ được thực hiện tại các cơ sở y tế này nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối. Tuy nhiên, hoạt động của cơ sở y tế cơ sở hiện còn nhiều khó khăn cần giải quyết như chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, chất lượng khám chữa bệnh còn hạn chế. Có đến hơn 30% cán bộ y tế cơ sở không có kiến thức về điều trị các loại bệnh thông thường như tiêu chảy, sơ cấp, cứu, chống độc, chẩn đoán bệnh hô hấp. Chưa dừng lại ở đó, tại các trạm y tế chỉ có 30% số thuốc thuộc nhóm thuốc cho hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thậm chí nhiều nơi còn không hoạt động thường xuyên, không có sự gắn kết giữa điều trị và dự phòng. Nước đóng bình trên thị trường Hà Nội hiện nay vẫn chưa đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, khi có nhiều mẫu bị phát hiện không đạt các chỉ tiêu về vi sinh vật và thậm chí là còn nhiễm khuẩn coliform gây bệnh tiêu chảy. Và đó cũng mới chỉ là một phần trong kết quả thanh kiểm tra mới nhất của Sở Y tế Hà Nội đối với sản phẩm được rất nhiều người sử dụng hàng ngày này. Cụ thể, qua kiểm tra 33 mẫu nước đóng bình ở các quận huyện trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội phát hiện có 5 mẫu nhiễm khuẩn coliform. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình sản xuất nước đóng bình, như người sản xuất không được trang bị bảo hộ đúng theo quy chuẩn khi không đeo găng tay, không đi ủng sạch vào khu vực sản xuất. Những sai phạm này sẽ là tiền đề dẫn đến nguy cơ nước đóng bình bị nhiễm các loại vi sinh vật. Đối với mặt hàng đá viên, qua kiểm tra, Sở Y tế Hà Nội cũng phát hiện
một số cơ sở sai phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, cơ sở sản xuất đá viên sạch ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ còn xây nhà vệ sinh ngay cạnh nguồn nước đá và khu sản xuất đá. Trong thời gian tới, cả hai mặt hàng nước đóng bình và nước đá sẽ tiếp tục được kiểm tra gắt gao vì đây là những sản phẩm được tiêu thụ nhiều trong mùa hè và nguy cơ nhiễm khuẩn gây bệnh là rất cao. Một vụ ngộ độc tập thể do ăn thịt cóc đã xảy ra vào tối qua tại xã Ia Đức, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, khiến một người tử vong và 10 người nhập viện điều trị. Nạn nhân tử vong là anh Kha Pui Thung, 18 tuổi, ở làng Gè, xã Ia Đức, huyện Đức Cơ. Trong 10 bệnh nhân nhập viện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, khoảng 20 giờ tối qua, bệnh viện tiếp nhận 10 bệnh nhân ở cùng một làng nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc thịt cóc, với triệu chứng chung là nôn ói, nhịp tim chậm, đau bụng dữ dội, tổn thương nội tạng. Trước đó thì một nhóm gồm hơn chục người trong làng Gè khi đi làm rẫy cà phê đã phát hiện một bầy cóc và bắt làm mồi nhậu dẫn tới ngộ độc. Bữa cơm công nhân đang thiếu dinh dưỡng trầm trọng khi chỉ cung cấp được 60% nhu cầu dinh dưỡng và đáp ứng được 30% nhu cầu năng lượng cho công nhân. Nhưng mà nguy hiểm hơn, nó còn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dẫn đến các vụ ngộ độc tập thể nghiêm trọng. Đó là những thông tin đáng báo động được đưa ra trong cuộc họp tìm giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm cho bữa ăn công nhân giữa Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Lần đầu tiên, tình trạng dinh dưỡng của công nhân trên cả nước được công bố thông qua số liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Theo đó, tỷ lệ công nhân thiếu năng lượng trường diễn là hơn 30%, tỷ lệ công nhân bị thiếu máu trầm trọng do thiếu sắt và canxi lên tới gần 20%. Không chỉ thiếu dinh dưỡng, tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra phổ biến ở các bếp ăn cho công nhân, đặc biệt là với những suất ăn bán sẵn. Thực trạng này dẫn đến hậu quả chỉ trong 6 năm, từ năm 2007 đến 2012, cả nước xảy ra 88 vụ ngộ độc tập thể, làm hơn 8.000 người mắc và 7.500 người nhập viện. Mất dinh dưỡng, ăn phải thực phẩm không đảm bảo vệ sinh đang là những mối đe dọa không nhỏ đến sức khỏe một bộ phận lớn người lao động. Qua thanh tra kiểm tra thì vẫn phát hiện được một số chủ doanh nghiệp là ký hợp đồng với những cơ sở cung cấp suất ăn mà chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chất lượng bữa ăn công nhân không đảm bảo là do tiền ăn mà các doanh nghiệp chi trả cho công nhân còn quá thấp. Phần lớn giá thành đã bao gồm VAT của một bữa ăn cho công nhân hiện nay chỉ dao động từ 7.000 đến 12.000 đồng, thậm chí có nơi chỉ là 5.000 đồng, tức là chưa bằng giá một mớ rau muống. Rất hiếm doanh nghiệp chi trả số tiền 16.000 đến 20.000 đồng cho một suất ăn. Với số tiền ít ỏi như vậy, nhiều doanh nghiệp sẽ chọn mua thực phẩm kém chất lượng như thịt không còn tươi, rau ôi, gạo mốc để chế biến cho công nhân. Nhiều công nhân lao động khi chúng tôi khảo sát họ nói là chúng tôi đang ăn vào cái phần của chúng tôi chứ không phải là cái mà tôi làm được tại doanh nghiệp. Mà đây chính là cái cốt lõi nhất mà các doanh nghiệp chúng ta cần phải nhận thấy. Chính phủ quy định mức lương tối thiểu thì chính phủ cũng có thể quy định cái mức ăn tối thiểu phải đáp ứng cho công nhân khi làm ca. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sớm nhất cũng phải đến năm 2015, lương tối thiểu của công nhân mới đảm bảo cho nhu cầu sống tối thiểu. Vậy nên, giải pháp được đề ra trước mắt có thể là tính toán giá thành bữa ăn cho công nhân dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của từng loại hình lao động và thời giá. Tuy nhiên, giải pháp này cũng không thể thực hiện được trong nay mai vì còn phải qua một quá trình nghiên cứu và các thủ tục hành chính dườm già. Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP HCM đã mở phiên tòa xét xử đường dây môi giới mại dâm có liên quan đến Hoa hậu Nam Mekong năm 2009 Mỹ Xuân, tức là Võ Thị Mỹ Xuân. Kết thúc phiên tòa, Hoa hậu Mỹ Xuân bị tuyên phạt 30 tháng tù, cao hơn đề nghị của Viện Kiểm sát. Ngoài Hoa hậu Mỹ Xuân, còn 5 bị cáo khác bị truy tố xét xử cùng về tội môi giới mại dâm là Trần Quang Mai, Lê Quang Tuấn Anh, Trần Thị Hoa, tức người mẫu Thiên Kim, Nguyễn Hữu Đạt và Lương Quốc Huy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, đường dây môi giới mại dâm này hoạt động từ năm 2010 do Trần Quang Mai cầm đầu và bị cơ quan công an phanh phui vào tháng 6 năm 2012. Cáo trạng xác định các đối tượng này đều tham gia môi giới bán dâm nhiều lần và hưởng lợi số tiền lên tới hàng nghìn đô la. Phiên tòa nóng lên với phần trả lời thẩm vấn của Hoa hậu Mỹ Xuân. Mỹ Xuân khai cô đã môi giới cho một hoa khôi và một người mẫu bán dâm. Sau toàn bộ lời khai, bị cáo Trần Tình,
cô không có ý dụ dỗ mà do họ tự tìm đến. Bị cáo nhận thấy đây là bài học lớn cho đời mình và cho những người mẫu trong giới showbiz. Sau Mỹ Xuân, phần thẩm vấn người mẫu Thiên Kim cũng gây sự chú ý trong phiên tòa. Bị cáo khai chỉ bán dâm 2 lần và hưởng lợi gần 3.000 đô la. Bà mẹ vừa sinh con được 8 tháng này cũng tỏ ra rất hối hận về những gì mình đã làm. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Thị Mỹ Xuân 30 tháng tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 12 đến 60 tháng tù. Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực mới đây đã khẳng định chưa tăng giá điện vào ngày 1 tháng 7 tới. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm thì chắc chắn sẽ phải tăng để thu hút đầu tư. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đang tính toán giá thành sản xuất điện để hàng tháng báo cáo các bộ. Do đó, chắc chắn chưa thể tăng giá điện từ 1 tháng 7 tới như một số phỏng đoán. Tuy nhiên, trong năm nay, chắc chắn EVN sẽ đưa ra lộ trình tăng giá để thu hút đầu tư. Mục tiêu không phải đưa giá điện trong nước ngang bằng khu vực, mà chỉ đảm bảo để nhà đầu tư hoàn vốn. Về mức tăng, EVN cho biết sẽ tính toán dựa trên mục tiêu đảm bảo đủ điện và cân bằng tài chính của tập đoàn, còn lợi nhuận không phải là chỉ tiêu quan trọng nhất. Được biết trước đó, trước tình hình giá bán than cho điện tăng khoảng 40%, giá dầu nguyên liệu của nhiệt điện cũng tăng khoảng 30% kể từ đầu năm, Bộ Công Thương đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tính toán lại chi phí sản xuất để có lộ trình điều chỉnh giá điện. Ý kiến của tiến sĩ Trần Đình Bá kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải khẩn cấp loại bỏ dự án nâng cấp đường sắt khổ 1m hiện tại nhằm đạt vận tốc chạy tàu tối đa 120 km/h vừa đưa ra đã ngay lập tức được nhiều người ủng hộ. Dự án của ngành giao thông bị cho là đồ cổ tân trang bởi ngay cả việc nâng cấp thành đường sắt khổ 1m45 thì bây giờ cũng đã là quá muộn so với thế giới. Trong thư kiến nghị của mình, tiến sĩ Trần Đình Bá cho rằng việc Bộ Giao thông Vận tải quyết tâm cho nâng cấp hệ thống đường sắt khổ 1m hiện tại là một sai lầm. Lý giải cho luận điểm của mình, ông Bá chỉ rõ, năm 2004, Bộ Giao thông Vận tải đã từng chi 26.500 tỷ đồng để thay tà vẹt hiện hữu nhằm đạt tốc độ trung bình 80-90 km/h. Vào thời điểm đó, Bộ Giao thông Vận tải và ngành đường sắt Việt Nam đã từng tuyên bố sẽ đạt tốc độ 120 km/h chạy Bắc Nam trong 15 tiếng vào năm 2010. Tuy nhiên, đã 3 năm sau mốc 2010, tốc độ chạy tàu trung bình vẫn không thể vượt quá 50 km/h, hành trình Bắc Nam vẫn kéo dài 32 tiếng. Không những thế, sau khi nâng cấp đường sắt, mỗi năm 1.200 tỷ đồng tiền thuế đóng góp của toàn dân vẫn được lấy ra để duy trì hoạt động của tuyến đường này. Tư duy tân trang đồ cổ tồn tại 3 thập niên qua ở Bộ Giao thông Vận tải được ông Bá ví như tân trang ụ nổi, tàu biển, không những gây lãng phí mà còn chặn đứng mọi nỗ lực sáng tạo của hàng trăm tiến sĩ ở Bộ Giao thông Vận tải trong việc phát triển ngành đường sắt nước nhà. Do đó, cần phải xóa sổ đường sắt đồ cổ, đầu tư 5-6 tỷ đô la Mỹ để có hệ thống đường sắt hiện đại, tốc độ cao mà giá trị sử dụng cũng như giá trị tài sản quốc gia tăng gấp nhiều lần. Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là tại các thành phố lớn, xuất hiện nhiều điểm bán bảo hiểm xe máy giá rẻ công khai với mức giảm giá lên tới 50%. Nhiều người không khỏi băn khoăn về nguồn gốc và hiệu lực của các loại bảo hiểm này. Hiệp hội bảo hiểm thậm chí đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính xử phạt các chi nhánh bán bảo hiểm với giá thấp hơn quy định. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, tình trạng này vẫn không được cải thiện, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Dọc tuyến xa lộ Hà Nội hay khu vực công viên Tao Đàn, đầy rẫy những bảng rao bán bảo hiểm xe máy với giá chỉ 20.000 đồng đến 40.000 đồng. Không đại lý, không cửa hàng, các điểm bán này chỉ vỏn vẹn bao gồm một tấm bảng và một người đứng cầm xấp giấy bảo hiểm trên tay như bán kết quả xổ số. Hiện tượng này đã diễn ra nhiều tháng nay, thay vì mua bảo hiểm với giá 66.000 đồng từ các đại lý, nay người ta bỗng dưng mua được với giá rẻ bất ngờ. Người mua được giới thiệu rằng có một chương trình khuyến mãi của công ty bảo hiểm, nhưng thật ra, theo quy định của nhà nước, các đơn vị không được phép khuyến mãi hay giảm giá với bảo hiểm bắt buộc. Có ba cái đối tượng là tôi muốn đặt ra, đó là trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm thứ hai là trách nhiệm của chính doanh nghiệp bảo hiểm và trách nhiệm thứ ba là trách nhiệm của chính người tiêu dùng bảo hiểm. Như vậy thì nếu như mà có vi phạm thì liệu nhà nước phát hiện thì đã có xử phạt và chế tài đúng mực chưa? Cũng giống như việc đổi mũ bảo hiểm, tâm lý chung của người điều khiển phương tiện là mua bảo hiểm để đối phó với cảnh sát giao thông, chứ không xem đây là việc cần làm để đảm bảo an toàn cho người, cũng như đề phòng trường hợp rủi ro. Vì vậy, người dân luôn có tâm lý muốn mua hàng giá rẻ và có khuyến mãi, do đó bảo hiểm giá rẻ vẫn thừa đất sống. Thứ nhất là mình thấy để cho hợp thức gì giao thông
khi cảnh sát giao thông hỏi lại mình có bảo hiểm đi mình được đi. Ấy sao mà giá rẻ mà cũng đang phân vân. Thì cũng đang định để so sánh cái bản mà mình mua đây á, có giống không, có giống với lại cái cũ mình mua không. Trên thực tế thì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm không bị ảnh hưởng dù mua đúng giá hay không. Bởi lẽ trên bảo hiểm xe, mức phí được ghi rõ là 66.000 đúng quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, với việc rao bán bảo hiểm giá thấp chỉ bằng một nửa quy định, các doanh nghiệp bảo hiểm đã vi phạm Nghị định 103 về mức phí bảo hiểm. Không chỉ thế, điều này còn gây bất lợi về cạnh tranh giữa các đại lý nghiêm chỉnh chấp hành và các điểm bán lẻ trôi nổi. Chắc các nhân viên kinh doanh hay đối tác hay là các đại lý khi họ kinh doanh bảo hiểm mà họ mà do cái giảm giá mức bất bình đẳng như vậy họ không có kinh doanh được, do đó là họ mất niềm tin và họ sẽ coi như là họ cũng quay lưng lại với công ty bảo hiểm. Vì vậy cuối cùng thiệt vẫn là người tiêu dùng, vì người tiêu dùng sẽ không được sử dụng sản phẩm bảo hiểm tốt nhất của các công ty bảo hiểm hàng đầu. Người tiêu dùng luôn có quyền sử dụng những sản phẩm dịch vụ minh bạch và chất lượng. Việc nhiều hãng bảo hiểm giảm giá bất thường khiến người ta đặt ra vấn đề liệu đằng sau đó có điều gì thiếu minh bạch, thậm chí là khuất tất. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày hôm nay, các lực lượng hải quân của Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên Biển Đông. Lễ mở màn của tập trận được diễn ra tại căn cứ hải quân trước đây của Mỹ ở Subic. Theo kế hoạch, thì cuộc tập trận sẽ kéo dài từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Tham gia cuộc tập trận mang tên Phối hợp huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển, phía Philippines cử tàu BRP Gregorio de Pilar được cải tạo từ chiến hạm Hamilton của Mỹ năm 2011. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines dự kiến triển khai tàu tìm kiếm và cứu hộ PRP Essa, một trực thăng và một đội người nhái tham gia sự kiện này. Trong khi đó, phía Mỹ đã triển khai tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald, các tàu cứu hộ, lực lượng lính thủy đánh bộ và các chuyên gia tới tham gia cuộc tập trận. Người phát ngôn cho Hải quân Philippines cho hay một số hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận lần này sẽ được tổ chức trong vùng biển giữa đảo Luzon và bãi cạn Scarborough với sự tham gia của 1.000 binh sĩ của cả hai nước. Trước khi cuộc tập trận này bắt đầu, thì phía Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Philippines thúc đẩy hòa bình và ổn định ở trên khu vực. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isunori Onodera đã đến thủ đô Manila của Philippines trong chuyến công du 2 ngày nhằm tăng cường quan hệ an ninh Tokyo-Manila. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh những căng thẳng trong tranh chấp biển đảo trong khu vực chưa có dấu hiệu lắng dịu. Trong ngày hôm nay, một nghi lễ đón tiếp trang trọng đã diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines nhằm chào đón chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isunori Onodera. Hai nhà lãnh đạo đã cùng hoan nghênh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời cùng nhau trao đổi một số vấn đề quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là tình hình hoạt động hàng hải tại khu vực trong thời gian vừa qua. Chúng tôi cùng nhất trí rằng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong tương lai trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, đặc biệt là tại các hòn đảo xa, bảo vệ chủ quyền trên biển, cũng như tăng cường bảo vệ lợi ích hàng hải tại khu vực biển Hoa Đông và Biển Đông. Hiện tại cả Nhật Bản và Philippines đều đang vướng mắc vào vấn đề tranh chấp biển đảo với Trung Quốc, mà cụ thể là những tranh chấp xung quanh bãi cạn Scarborough, Hoàng Nham và đảo Senkaku, Điếu Ngư. Vào tháng trước, Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi công hàm ngoại giao phản đối sự hiện diện của 30 tàu cá Trung Quốc tại khu vực biển của nước này. Trong một diễn biến khác, Tòa án Quốc tế về Luật Biển mới đây vừa chỉ định thành viên cuối cùng của Tòa trọng tài, gồm 5 thành viên, sẽ xét xử vụ Philippines kiện đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông. Việc chỉ định này đã được thông báo cho phía Philippines vào ngày 25 tháng 6. Philippines quyết định tiến hành hành động pháp lý chống lại Trung Quốc sau khi tận dụng hết những biện pháp hòa bình nhằm giải quyết tranh chấp tại Biển Đông, nơi Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền phi lý, bao trùm gần hết vùng biển. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện ngay từ lúc đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 26 tháng 6 khẳng định việc tiết lộ các thông tin mật của cựu nhân viên cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA Edward Snowden là một sự vi phạm và làm tổn hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia Mỹ. Ông Hagel cũng đồng thời bày tỏ hy vọng phía Nga có thể dẫn độ Snowden về nước. Tuyên bố trên được Bộ trưởng Chuck Hagel đưa ra tại một cuộc họp báo ở trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ trong bối cảnh tội đồ của chính quyền Washington Edward Snowden vẫn chưa thể rời khỏi Nga để sang một nước thứ ba, có thể là do không có hộ chiếu. Tôi hy vọng phía Nga sẽ có những hành động đúng đắn và trao trả Snowden cho Mỹ. Anh ta đã phá vỡ các quy định của pháp luật. Theo tôi được biết, thì phía Nga chưa ra quyết định, ít nhất là quyết định cuối cùng, và Snowden hiện vẫn đang ở sân bay của Nga.
Vụ tiết lộ thông tin bí mật của Snowden thực sự đã vi phạm pháp luật và làm tổn hại tới an ninh quốc gia Mỹ. Thông tin này cũng đã được Tổng thống Nga xác nhận trong một tuyên bố một ngày trước đó. Tuy nhiên, ông Putin khẳng định việc cựu nhân viên CIA Snowden đến Moscow là điều hoàn toàn bất ngờ. Trong khi đó, trang web WikiLeaks vốn đang hỗ trợ cho cựu nhân viên CIA cho biết Snowden đã rời Hồng Kông với một giấy phép tị nạn được cấp bởi Ecuador. Tuy nhiên, quốc gia Nam Mỹ ngày hôm qua đã chính thức bác bỏ điều này. Có thể là có thư giới thiệu hoặc tài liệu tham khảo mà các cá nhân đã gửi cho Snowden, nhưng về phía chúng tôi, tất cả các cơ quan lãnh sự của Ecuador đều không hề cung cấp hộ chiếu hay bất cứ tài liệu nào cho người này. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador cho biết nước này có thể mất một thời gian dài để đi đến quyết định liệu có cấp quy chế tị nạn cho Snowden hay không. Tiếp tục những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Đương kim Tổng thống nước này, ông Jacob Zuma ngày hôm qua 26 tháng 6 cho biết sức khỏe của ông Mandela tiếp tục xấu đi và hoàn toàn phải dựa vào các thiết bị hỗ trợ. Cuối ngày hôm qua 26 tháng 6, Văn phòng Tổng thống Nam Phi ra thông cáo cho biết, sau khi tới thăm ông Mandela tại bệnh viện lúc 22 giờ cùng ngày, Tổng thống Jacob Zuma đã quyết định hủy bỏ chuyến thăm Mozambique tham dự hội nghị thượng đỉnh khu vực của Cộng đồng Phát triển Nam Phi về đầu tư hạ tầng diễn ra vào ngày hôm nay tại thủ đô Maputo. Chúng tôi đang trông chờ được tổ chức sinh nhật lần thứ 95 cho ông ấy vào ngày 18 tháng 7 tới. Tuy nhiên, hiện ông Mandela vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch, không thể nói trước được điều gì. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho ông. Trước đó, ông Zuma cũng đã kêu gọi toàn thể nhân dân Nam Phi nguyện cầu cho ông Mandela, biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Bên cạnh hàng loạt thư, điện chúc sức khỏe, hàng nghìn người dân trong và ngoài nước đã đổ về cổng bệnh viện, nơi ông Mandela đang được các thầy thuốc chăm sóc hết sức mình. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho ông ấy. Tôi không biết nếu đất nước này thiếu đi ông Mandela thì sẽ như thế nào. Trước đó, chiều 25 tháng 6, sau cuộc họp của gia đình ông Mandela, với sự tham dự của các vị chức sắc trong bộ tổng, các đại diện chính phủ và các tổ chức xã hội tại làng Kunu, một chiếc máy xúc đã được điều tới vị trí được cho là nơi an nghỉ cuối cùng của ông Mandela. Ông Mandela có ý nguyện được yên nghỉ bên cạnh ba người con quá cố của mình tại Kunu. Đến thời điểm này thì những thông tin về tình hình sức khỏe của nhân vật mang tính biểu tượng của quốc gia Nam Phi Nelson Mandela vẫn chưa thống nhất. Theo trang mạng Guardian Express có trụ sở tại Mỹ thì cựu Tổng thống Nam Phi đã qua đời ở tuổi 94 vào tối qua theo giờ địa phương sau 19 ngày nhập viện vì nhiễm trùng phổi nghiêm trọng. Nam Phi giấu tin ông Mandela đã qua đời do chính phủ nước này sợ ảnh hưởng tới chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào thứ Sáu tới. Việc công bố cái chết của cựu Tổng thống Nelson Mandela có thể làm lu mờ chuyến thăm lịch sử này của Tổng thống Mỹ. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Sốt xuất huyết là căn bệnh khá phổ biến tại một số nước thuộc khu vực Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan. Nhằm đối phó với tình trạng dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, một loạt các hoạt động phòng ngừa cũng như điều trị căn bệnh này đã được các cơ quan chức năng gấp rút triển khai tại nhiều địa phương của xứ sở Chùa Vàng. Trong những ngày qua, cùng với sự hỗ trợ của chính phủ Thái Lan, chính quyền các địa phương đã tiến hành bơm thuốc diệt muỗi tại các khu dân cư, các địa điểm công cộng, đặc biệt là các cống rãnh, nơi tập trung nhiều muỗi và ruồi mang virus gây bệnh. Hiện tại chúng tôi đang phun thuốc diệt muỗi ở đây hàng ngày, trong khi bình thường chúng tôi chỉ làm việc này mỗi tháng một lần. Đã có nhiều người mắc bệnh nên chúng tôi phải cố gắng để hạn chế tình trạng này tiếp diễn. Từ đầu năm đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 62 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, trong đó có hơn một nửa là trẻ em. Trong khi đó, số ca nhiễm đã lên đến 54.000 người. Các chuyên gia y tế cảnh báo, đây có thể là đợt bùng phát dịch bệnh lớn chưa từng có ở nước này. Không chỉ tại Thái Lan, dịch sốt xuất huyết còn hoành hành tại một số quốc gia Đông Nam Á khác như Singapore với hơn 10.000 ca nhiễm, Philippines với hơn 42.000 ca nhiễm và Malaysia là hơn 10.000 trường hợp. Để giảm thiểu tối đa tác nhân gây bệnh chính là muỗi, các quan chức Bộ Y tế Thái Lan còn đến từng khu dân cư phát tờ rơi tuyên truyền về cơ chế mắc bệnh, đồng thời kêu gọi người dân thường xuyên khơi thông cống rãnh, làm sạch các thùng chất chứa thải và sử dụng thuốc diệt muỗi một cách hợp lý. Bê tông là loại vật liệu xây dựng được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, song lại có ảnh hưởng khá lớn tới môi trường khi quá trình sản xuất tạo ra khoảng 7% lượng khí thải CO2 mỗi năm. Chính vì vậy mà việc phát triển một loại bê tông thân thiện với môi trường sẽ mang đến những lợi ích to lớn cho con người. Tại trường Đại học Salerno ở miền Nam Italia, các nhà khoa học đang tham gia một dự án nghiên cứu của châu Âu có tên gọi
Các giải pháp bê tông kết hợp với các loại vật liệu tái chế thân thiện với môi trường, gọi tắt là dự án Incor. Loại bê tông mới cũng có được những thành phần chính giống như bê tông thông thường, gồm nước, xi măng, nhưng nó còn được bổ sung các loại sợi công nghiệp tái chế nhằm tạo ra một loại bê tông mới, chắc chắn hơn và ít tác động đến môi trường hơn. Các nhà nghiên cứu sẽ kiểm tra độ bền của các khối bê tông đã được bổ sung một số vật liệu tái chế bằng nhiều thí nghiệm khác nhau như bẻ cong, nén, kéo căng hay cắt các khối bê tông để xem độ bền của chúng trong những môi trường khắc nghiệt như thế nào. Cùng với việc kiểm tra về mặt cơ học, họ cũng nghiên cứu các mô phỏng trên máy tính để xem những gì xảy ra bên trong các khối bê tông khi chúng trải qua các điều kiện trên. Độ cứng, hình dáng, đặc tính hóa học, nhiệt độ, sự hydrat hóa của mỗi thành phần bên trong bê tông sẽ được thể hiện ở dạng thông số. Các thông số đó sẽ cho chúng tôi biết nên sử dụng loại sợi nào và với tỷ lệ bao nhiêu. Các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu của họ sẽ sớm chứng minh rằng bê tông xanh có thể được sản xuất ở quy mô công nghiệp và loại bê tông này có thể sớm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 27 tháng 6 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.